Thì trước đây công ty mình có sử dụng cái máy nén khí của công ty khác, mà từ khi chuyển qua sử dụng cái sản phẩm máy nén khí của công ty Hitachi thì cái đầu tiên mình nhận thấy nó rất là tiết kiệm năng lượng, nên giúp cho công ty giảm rất là được nhiều chi phí. Với công ty Hitachi thì nó chất lượng có nổi tiếng bên Nhật Bản rồi, thì cái sản phẩm của nó vận hành rất là ổn định, nên giúp nhà máy lúc nào cũng hoạt động rất là trơn tru. Với lại có một cái mình rất là hài lòng về cái chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng sau bán hàng á, thì các bạn nhân viên làm rất là nhiệt tình. Với đặc biệt là dù có ngày lễ hay là cuối tuần gì á, chỉ cần một cái trục trặc thì gọi lúc nào nhân viên có mặt rất là ok.